Xin kính chào khán giả trở lại với bản tin news số 51 của Auto Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm lại một số các thông tin, tin tức về thị trường ô tô trong nước và quốc tế vừa mới diễn ra trong những ngày vừa qua. VinFast Fadil tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng những dòng xe bán chạy nhất tháng 7 năm 2021. Đi cùng với VinFast Fadil là người đàn anh VinFast Lux A2.0 cũng góp mặt trong bảng xếp hạng lần này. Kia Cerato 2022 ngụy trang tại Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng được ra mắt. Toyota Fortuner phiên bản GR Sport ra mắt tại Đông Nam Á có thể sẽ sớm cập bến tại thị trường Việt Nam. Để đến với bản tin, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Xin chân thành cảm ơn. Kết thúc tháng 7 năm 2021 với rất nhiều những sự kiện nổi bật được diễn ra ở tại thị trường ô tô trong nước. Từ việc ra mắt hai mẫu xe mới đó là Nissan Almera và Hyundai Grand 10 2021, cho tới việc hãng xe Ford đã chính thức trình làng công chúng các mẫu xe bán tải được lắp ráp tại nhà máy Hải Dương. Nhưng sự kiện nổi bật nhất trong tháng 7 này chúng ta không thể không nhắc tới, đó chính là sự góp mặt của hai mẫu xe Việt Nam trong bảng xếp hạng các dòng xe bán chạy nhất tháng 7 năm 2021, VinFast Fadil và VinFast Lux A2.0. Nếu như tháng 6 năm 2021 VinFast Fadil chỉ bán được là 2.552 xe, thì bước sang tháng 7 năm 2021, mặc dù dịch bệnh đã bùng phát trở lại ở tại Việt Nam, ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống kinh tế của người dân. Tuy nhiên, mẫu xe hạng A của thương hiệu Việt vẫn có doanh số tăng trưởng lên tới 14,7%, tương đương với kết quả đạt được là 2.928 xe. Lũy kế trong 7 tháng đầu năm 2021 của mẫu xe này lên tới 13.055 xe, một con số đáng mong ước của rất nhiều mẫu xe hiện nay ở tại thị trường Việt Nam. Đi cùng với người đàn em của mình là VinFast Lux A2.0 cũng chen chân vào bảng xếp hạng tháng 7 năm 2021 với doanh số đạt được là 778 xe, bán nhiều hơn so với tháng 6 năm 2021 là 67 xe, xác lập doanh số đứng đầu phân khúc xe sedan có mức giá dưới 1 tỷ ở tại thị trường trong nước. Lũy kế trong 7 tháng đầu năm 2021 của mẫu xe sedan này đạt doanh số là 4.031 xe. Với doanh số đạt được trong tháng 7 năm 2021 là 2.928 xe, VinFast Fadil bỏ xa mẫu xe đang xếp ở vị trí thứ hai là Toyota Vios lên tới 1.584 xe, gia tăng cách biệt so với đối thủ Hyundai Grand i10 lên tới 2.123 xe. Lý giải cho nguyên nhân giúp cho VinFast Fadil có doanh số ấn tượng đến như vậy đến từ chính sách tri ân khách hàng Hải Phòng. Giá xe VinFast Fadil ở thời điểm tháng 7 vừa rồi giảm rất sâu, lên tới khoảng 70 triệu đồng một xe. Điều này khiến cho doanh số của mẫu xe Việt tăng một cách đột biến, trong khi đó VinFast Lux A2.0 cũng không hề ngoại lệ. Với số lượng xe bán ra suy giảm một cách nghiêm trọng so sánh với cùng kỳ của năm ngoái, chúng ta phải thừa nhận rằng là sức mua của người Việt đã giảm mạnh do ảnh hưởng bởi đại dịch bùng phát trở lại, khiến cho việc tâm lý mua sắm các sản phẩm có giá trị cao, ví dụ như ô tô, bị ảnh hưởng một cách rõ rệt. Với hình ảnh ở bên trên màn hình, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được đây chính là Kia Cerato 2022 sắp ra mắt tại Việt Nam. Được biết mẫu xe này đang tiến hành đăng kiểm khí thải, hoàn thành những thủ tục cuối cùng để chính thức mở bán ra thị trường trong thời gian tới. Điều này càng được khẳng định chắc chắn hơn khi hiện nay Kia Cerato bản cũ đang giảm giá sâu lên tới 40-50 triệu đồng một xe. Động thái này được cho là một pha dọn sạch kho để bán phiên bản mới. Không như vậy, giới tư vấn bán hàng cho biết cũng đã nhận đặt cọc Kia Cerato 2022 và dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 9 tới đây. Kia Cerato 2022 về thị trường Việt Nam có thể sẽ được nâng cấp lên thành màn hình giải trí 10,25 inch trên phiên bản cao cấp nhất thay cho loại 8 inch của đời cũ. Cụm đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng của mẫu xe này cũng là điểm nhấn rất ấn tượng cho phiên bản mới. Một số trang bị khác như phanh tay điện tử hay đề nổ từ xa bằng chìa khóa là những tính năng được rất nhiều khách hàng mong chờ, nhưng không biết về Việt Nam có còn giữ nguyên như ở phiên bản tại Hàn Quốc hay không, điều này chúng ta vẫn còn phải chờ đợi. Không chỉ vậy, với việc ứng dụng công nghệ an toàn cao cấp thì Kia Cerato 2022 còn có khả năng tích hợp thêm hệ thống ga hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường và một số công nghệ an toàn xịn sò khác. Điểm đáng chú ý về khả năng vận hành đó chính là khối động cơ được sử dụng tại Hàn Quốc là loại Smart Stream MPI, sử dụng dung tích là 1.6 lít, có thể sẽ được trang bị cho phiên bản bán tại Việt Nam. Khối động cơ này cho ra tổng công suất là 121 mã lực và mô men xoắn đạt 154 Nm, đi kèm với cụm hộp số vô cấp CVT mới. Khối động cơ có dung tích 2 chấm có thể sẽ có trên phiên bản Cerato cao cấp nhất. Những trang bị bên ngoài của Toyota Fortuner GR Sport đó là xe sở hữu một bộ body kit thể thao khác hẳn với những phiên bản thông thường.
Phần chi tiết lưới tản nhiệt được mạ chrome tối màu. Bên cạnh đó có rất nhiều những chi tiết nhà sản xuất độ sẵn cho phiên bản này. Nội thất của Toyota Fortuner GR Sport bao gồm ghế bọc da, màn hình trung tâm giải trí có kích cỡ 9 inch, hỗ trợ công nghệ điều khiển bằng giọng nói, camera toàn cảnh 360 độ, màn hình giải trí cho hàng ghế sau và sạc điện thoại không dây. Tương tự các phiên bản Toyota Fortuner khác trong khu vực, dòng GR Sport có hai tùy chọn động cơ là xăng 2.7 lít sản sinh ra khoảng 163 mã lực và 247 Nm, động cơ dầu 2.4 lít sản sinh ra 149 mã lực và 400 Nm. Cả hai phiên bản này đều sử dụng cụm hộp số 6 cấp và hệ thống dẫn động cầu sau. Hiện tại Toyota Fortuner GR Sport bán tại thị trường Indonesia đang có mức giá bán quy ra tiền Việt khoảng 867 triệu đồng cho phiên bản máy dầu và 965 triệu đồng cho phiên bản máy xăng. Vừa rồi là bản tin news số 51 của Auto Việt Nam. Xin kính chào quý khán giả và hẹn gặp lại.